Vị thần tại thế giới của Kiss cũng là bản thân anh, với sức mạnh sáng thế từ Kiss 9. Trong movie Kamen Rider Kiss và 4A khác nhau, anh đã phải đối mặt với kẻ sát thần Mela và Melo. Bọn chúng đã có kế hoạch vô cùng tỉ mỉ để đánh bại một vị thần, tách thế giới của Kiss làm 4 cũng như bản thân anh sẽ trở thành 4 bản thể. Bọn chúng đã dùng những mưu hèn kế bẩn của mình để lấy được sức mạnh từ ba Kiss, chỉ để lại Kiss của trái tim, của sự vô dụng, của tất cả gì có thể xỉ vả. Đó không phải là một mối lo ngại, bọn chúng cũng chẳng quan tâm tới Ace còn sót lại đó. Chỉ cần sức mạnh của ba Ace, sức mạnh, trí tuệ và may mắn, hắn ta cũng đủ tạo nên Rider tối thượng, Ace Kiss. Chỉ còn lại trái tim, chúng ta sẽ làm gì với tiếng đàn harmonica? Trong lúc thế giới đang chìm trong sự hỗn loạn, Kamen Rider đời tiếp theo, Hotaro Kamen Rider Gatchat tham chiến để hỗ trợ Tanba, đưa cho máy một chiếc chemi cạc trống. Nó đã cộng hưởng với Kiss của trái tim, tạo nên một chiếc bất cồ đặc biệt kết hợp với ý chí của tất cả mọi người, kèm với một chiếc Core ID 7 màu, sức mạnh tất cả những Rider trong Design Red Ridge đã tụ hợp vào người của Kiss trái tim. Anh sẵn sàng khiêu chiến cả Ace Kiss, mặc dù biết cơ hội thắng của mình là rất mong manh. Kết hợp chiếc bất cồ cũng như chemi cạc chứa sức mạnh của toàn bộ mọi người và Boost Mark 3, anh đã tạo nên Kiss One Net, nửa dưới của Boost Mark 9 hay là Mark 3 được chuyển dời xuống. Phần vai và cơ thể của anh là biểu tượng của những Rider khác, gương mặt cũng thể hiện tông màu tất cả những người còn lại. Kiss One Net, tất cả ý chí hòa lại là một, chúng sẽ được cộng hưởng bằng trái tim, bằng ý chí không bỏ cuộc của A hết. Có được trái tim đồng cảm và thấu hiểu tất cả mọi người, anh đã liên kết sức mạnh của tất cả những Rider. Mặc dù kỹ năng của bản thân là vô cùng yếu kém, nhưng trong trạng thái này anh vẫn thể hiện khả năng chiến đấu cực kỳ mãn nhãn, đánh cho tên X-Git không thể nào chống đỡ. Nó không phải là sức mạnh tuyệt đối, cũng chẳng phải là sự hủy diệt hay sự sáng tạo. Sức mạnh đó đến từ tất cả mọi người, kỹ năng thượng thừa mà họ đúc kết trong toàn bộ trò chơi Design Red Ridge, chứ không phải là một kẻ chỉ đến từng thế giới với mục đích dạo chơi và hủy diệt như tên X-Git đã làm trong cả cuộc hành trình của hắn. X-Git cho dù đã quá khổng lồ cũng không thể nào thoát khỏi đòn tấn công cuối cùng. One-Net Victory, tất cả biểu tượng của những Rider khác, anh tung một cú Rider Kick với nguồn năng lượng cầu vòng bao quanh, xoay chuyển nguồn năng lượng cầu vòng và dứt điểm kẻ thù bằng một cú đá cực mạnh.